kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài tam châu á mỹ âu điêu tàn do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau tam châu hữu ngạn lụy nhỏ xa thập bát chư bang động can qua dương gian mãnh thú trừ tàn ác lê thứ hậu lai khổ thiết tha tần bang hậu hận tiên diêu động Nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn hoa đô hội lưu giang huyết, dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Đức Huỳnh giáo chủ viết tại Hòa Hảo, tháng 8 năm kỷ mão 1939. Đức Thầy cảnh báo ba châu Á Mỹ Âu sẽ lâm cảnh chiến tranh tang tóc, tàu suối miên tần xua quân đánh Việt, gây cảnh núi xương sông máu. Thuật ngữ lụy tam châu nghĩa là ba châu Á Mỹ Âu lệ đổ dầm tràn vì thế chiến ba tận thế, chịu khổ thầm, cao thấp sang hèn quý tại tâm đài linh, thầy ngự rõ cơ thâm. Ngọc lành con giữ, đừng lem ố. Đế đạo trẻ toàn, chớ nghĩ lầm. Giáo tránh cố tìm cho thấu đáo. Đạo màu dáng học, nghiệm suy tầm. Ngũ lôi minh thệ con nên sợ. Châu Á, Mỹ, Âu, chịu khổ thầm. Thánh huấn hiệp tuyển quyền 2, trang 169, tòa thánh cao đại tiên thiên châu Minh Ấn Tống năm 1936. Lời bình, câu sấm cuối, châu Á, Mỹ âu chịu khổ thầm thuật ngữ chịu khổ thầm ám chỉ luật nhân quả tất yếu gieo giống gì gặt quả nấy ai làm nấy chịu chớ có oán trách bất cứ ai chớ có oán trách trời phật hãy biết luật nhân quả rất chính xác lưới trời tuy thưa nhưng mảy lông không lọt như đức huỳnh giáo chủ đã viết trong quyển khuyến thiện luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai hãy biết quay đầu sám hối ăn năn âm thầm trả quả đừng oán trách bất cứ ai bằng ngược lại tội lỗi thêm trồng chất. Trong quá khứ lẫn hiện tại, cả ba châu Á, Mỹ, Âu có những cường quốc mộng làm bá chủ thiên hạ như Anh, Pháp, Đức, Nga, Mỹ, Nhật, Tàu đã phạm sai lầm gây chiến tranh đổ máu khốc liệt trong những thế kỷ 19, 20, 21. Vậy các cường quốc của ba châu Á, Mỹ, Âu hãy thức tỉnh chịu khổ âm thầm trả quả sắp tới đây trong thế chiến ba tận thế. Tâm tả sanh vọng tưởng hành động điên đảo gây ra chiến tranh chết chóc phiền não còn tâm giác ngộ không chấp chức ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm biết tất cả ở thế gian này đều là ảo mộng cao thấp sang hèn quý tại tâm Đại linh thầy ngự rõ cơ thâm mỹ miều cũng san nay mai sụp đổ cù lao giáp vòng bi lụy máu đào tuôn rơi nói thiệt không phải nói chơi ngọ mùi thân dậu lập đời đó dân lập rồi cái hội tân dân lập rồi cái đại phong thần kỳ ba bây giờ ta mới nói ra sắp đây mở hội long hoa bớ người, lọc ai phước đức cao dư, đặng mà lập lại con người thượng ngươn, nói ra có kẻ buồn hờn, ta đâu có sợ keo sơn được rồi, nói đi nói đứng nói ngồi, nói rằng nứt nắp bể nồi dã hai, nói rằng cuồng loạn hăng say, từ đây cháy hết được quay chỗ nào, bên tây rồi lại bên tàu, bên anh bên nhật cũng nhào tiêu diêu, không mai ắt cũng đến chiều, mỹ nga cũng vậy mỹ miều cũng san. Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, kết tập sách Thiền Tịnh Biểu Sơn Trang 105, Hội Cư Sĩ Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2002. Cầu Sấm nói rằng nứt nắp bể nổi giã hai, cụm từ nứt nắp ám chỉ trận chiến Biển Đông bùng nổ dữ dội, cụm từ bể nổi ám chỉ lãnh tụ giặc tàu chết trong khi trận chiến nổ ra, cụm từ giã hai, nghĩa là sau khi Mỹ và đồng minh đánh tan nước tàu, thì lãnh tụ giặc tàu chết bề nổi. Chừng đó hai ông trùm Nga Mỹ tranh ngôi bá chủ hoàn cầu đánh nhau bằng võ khí nguyên tử đưa nhân loại đến đại họa tận thế, nghĩa là không có kẻ nào thắng, mà là tất cả hai nước Nga Mỹ đều thua. Câu sấm, Mỹ Nga cũng vậy Mỹ miều cũng san, chữ san là thuật ngữ ẩn tảng cái lý thiên cơ san bằng tận thế, tiêu tan, tiêu diêu, bởi nó đã được cảnh báo trước bằng thuật ngữ tiêu diêu với câu sấm. Bên Tây rồi lại bên Tàu, bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu, hết Mỹ rồi lại tới Nga từ đây sắp đến đem ra đấu tài. Đờn kêu các nước ngoại lai, sắp mưu sắp kế ai hoài biết đâu. Làm cho giã quả địa cầu. Đức cậu bần sĩ vô danh thuyết, sấm giảng đạo khủng trang 99 thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2002. Khi nào thấy sự cố bể nổi, bá ra biết là điểm báo cận kề tận thế. Tu mau kẻo trễ, sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An khuyên bá ra niệm Phật Di Đà Tan chữ nghiệp. Đến nay về hạ thần Long. Chỉ như thuyền nhỏ bị phong giang hồ. Di đà lục tự nam mô, vãng sanh tịnh độ ra vô thanh nhàn. Sydney, ngày 1 tháng 8 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.